Em xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ ạ. Và em Hằng đến từ Auto 88 có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Và nếu như anh chị đã quá quen với Kia Carnival thì hiện tại đây em đang có một bản phun xăng cực kỳ hiếm là mẫu Kia Sedona. Và em đang có đây là phiên bản 3.3 được sản xuất năm 2018 và xe chạy chuẩn 11 vạn km. Chất xe thì cực kỳ đẹp và nét ạ. Tất cả các mọi chi tiết từ đầu vào thì Auto 88 đều có kiểm tra cực kỳ kỹ và có cam kết cho anh chị bằng văn bản là xe không đâm đụng, ngập nước hay là thủy kích ạ. Với một cái mức giá chỉ là đầu 600 triệu thôi anh chị nha. Nên là trước khi đi đến mức giá cụ thể thì em xin phép được cùng anh chị tham khảo qua cho em về mẫu xe này. Một mẫu xe thì cực kỳ để phù hợp để anh chị có thể là chạy doanh nghiệp này hay công tác trong ngành vận chuyển du lịch đúng không ạ? Và bây giờ ạ, với cái nước sơn là màu trắng thì em thấy là một cái tông màu khá là dễ dàng để lựa chọn rồi. Và như xe thì cũng đã được trang bị là đèn led này. Và ở bên dưới thì có cái đèn gầm này. Và đặc biệt nữa là xe thì cũng đã được trang bị là full cảm biến cũng như là có cảnh báo điểm mù ở trên gương ạ. Gương chiếu hậu thì ngoài có tích hợp báo rẽ ra thì sẽ có cả cảnh báo điểm mù cho anh chị ạ. Và bây giờ với một cái form dáng của MPV thì dĩ nhiên chiếc xe này thì sẽ được trang bị cho em là cửa đằng trước này thì là nút bấm một chạm này. Và cửa sau thì sẽ là cửa lùa anh chị nha. Và bây giờ thì em cũng review qua cho anh chị xem cho em về cái khoang hành khách của xe. Như anh chị có thể nhìn ở bên ngoài ạ, thì Sedona có một cái vóc dáng ở phía bên ngoài hay là bên trong cũng cực kỳ là rộng rãi và thoải mái rồi đúng không ạ? Và cái tông màu nội thất là tông màu kem mà xe vừa về thôi. Nên là thậm chí là bên em còn chưa kịp dọn nội thất luôn ạ. Nên là rất mong anh chị thông cảm nếu như có những chi tiết chưa được sắc nét. Và bây giờ thì em sẽ ngồi lên để mô phỏng qua cho anh chị về cái độ rộng rãi của xe. Đây anh chị có thể thấy nó đúng không ạ? Đây, hàng ghế thứ hai ngồi cực kỳ là thoải mái luôn ạ. Và xe thì sử dụng động cơ V6 3.3 cho nên sẽ mang cho xe một cái cảm giác là vận hành khởi hành nhanh hơn này, cũng như là đem lại cho hành khách cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn. Rồi bây giờ ở hàng ghế sau thì xe với cái kiểu xe là 7 chỗ thì ở bên hàng ghế sau thì sẽ là 3 chỗ này, hàng ghế thứ hai là 2 chỗ. Đây ạ, ngồi hàng ghế sau cũng rất là thoải mái rồi đúng không ạ? Với cái độ rộng như thế này thì em thấy là tầm 3 người lớn thì vẫn có thể là ngồi vừa phải được với cái khoang hành khách cuối cùng này. Rồi ạ, bây giờ thì em sẽ xuống bên dưới này. Và ở chỗ ghế, đương nhiên là ghế hành khách thì sẽ được chỉnh cơ này, cũng như có điều hòa ở đây. À, và điều đặc biệt nữa là cũng có cửa sổ trời ở cái hàng ghế thứ hai này, nhìn lên này. Anh chị có thể là tùy ý để mở ra đóng vào cho em, chủ động với cái cửa sổ trời này. Với Sedona thì được trang bị cửa sổ trời ở phía trước và phía sau ạ. Đây. Bây giờ thì em sẽ mời anh chị cùng em ghế khoang nội thất ở phía hàng ghế lái đi, để tìm hiểu qua trên xe có những chức năng gì. Và ở xe thì cũng đã được trang bị là gương chỉnh điện này, có cả ghế điện này. Rồi ạ, với một số các nút ở bên trái đây, em đây thì phanh đỗ được thiết kế ở phía chân trái này. Vâng, và khi ở trên cái khoang nội thất này thì em thấy nó còn mới đâu đó khoảng tầm 85-90%. Và từ những cái chi tiết vô lăng này, với một chiếc xe chưa qua spa thế này thì em cũng đánh giá khá là cao rồi. Không phải chê nhiều đối với cái khoang nội thất này đâu ạ. Qua spa thì chắc chắn là sẽ đẹp hơn nữa rồi anh chị nhá. Trên nút vô lăng ở trên này thì cũng có trang bị là cruise control này, có đèn pha tự động, gạt mưa tự động thì có rồi này. Có cảnh báo điểm mù trên gương thì sẽ có nút bấm on off ở đây. Có cân bằng điện tử này. Rồi. Và trên xe thì sẽ được trang bị là điều hòa 3 vùng độc lập. À, chủ cũ cũng đã độ lên màn Android này, mang đến một cái màn hình nhiều tác vụ hơn rồi ạ. Và ở trên chỗ màn hình tablo này thì vòng tua tốc độ hay là về các thông số trên màn hình hiển thị cũng rất là rõ nét. Rồi và có cả sưởi ghế ấy. Ở chỗ này có chế độ lái eco này, cần số tự động này. Và sửa vô lăng khá là đầy đủ rồi đúng không ạ? Và ở phiên trên phía ở chỗ ghế lái này thì cũng có thêm một kiểu nóc nữa. Vâng, và bây giờ thì em sẽ xuống xe và xem qua về cái khoang hành lý. Với cái khoang hành lý của Sedona thì chắc chắn là nó sẽ không phải là quá là rộng, nhưng nó sẽ có một cái độ sâu để anh chị thuận tiện đây sử dụng. Với cái khoang này, hành lý này thì em cũng chưa qua dọn dẹp nên là vẫn còn đang để nguyên đấy, rất mong anh chị thông cảm đó. Nhưng mà dĩ nhiên sẽ đem lại cho anh chị một cái nhìn chân thực nhất rồi đúng không ạ? Rồi ạ. Rồi cốp điện này,
À, và có cam lùi nữa. Đây và việc à và với cái dàn lốp của xe thì đây như anh chị có thể nhìn thấy cho em này, với chiếc lốp này thì xe cũng đang sử dụng là dàn lốp Bridgestone, đem lại cái độ bám đường cực kỳ tuyệt vời rồi. Và cái với cái dàn lốp này thì rãnh lốp còn khá là căng, cho nên anh chị có thể thoải mái dùng cho em từ 2 vạn cho đến 3 vạn km nữa anh chị nhé. Rồi ạ. Và bây giờ thì đến cái phần cuối cùng rồi. Thì em cũng xin phép báo giá về chiếc xe này. Thì hiện Auto 88 đang chào bán được mức giá cực kỳ là hấp dẫn thôi ạ, 685 triệu. Khi anh chị đến xem xe và thực sự có thiện chí thì mức giá này vẫn có thể là thương lượng được anh chị nha. Với tất cả các chi tiết của xe thì em đều có cam kết cho anh chị nguyên bản từ động cơ hộp số này và bảo hành cho anh chị 1 năm. Nên anh chị có thể hoàn toàn yên tâm khi mua xe tại Auto 88 ạ. Nên cần hỗ trợ trực tiếp hay là xem xe, nếu như cần hỗ trợ trực tiếp hoặc là cần thêm thông tin ạ, thì có thể liên hệ giúp em Hoàng qua số hotline 0898 588 586 ạ, và tới địa chỉ Auto em ở số 5 Nguyễn Thủy Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Và em rất cảm ơn anh chị đã xem đến hết video này. Em xin chúc anh chị có một ngày mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui ạ.